Rất vui khi mọi người đã quay trở lại kênh Chuyện Ma của mình nha. Kênh mình chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Tập truyện hôm nay là một tác phẩm đến từ nhà văn trẻ Hà Văn Hồng với nhan đề Bốc mộ nhằm ở quê ngoại. Mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Một buổi sáng đẹp trời giữa cái giá rét mùa đông của tháng 12, Dung đang đắp chăn kín mít chợt bị lật ra bởi một thứ tác động nào đó khi chiếc chăn thoáng ra đập vào mắt cô là mẹ, mắt còn líu díu chưa mở hẳn. Một giọng nói không mấy ồn ào vang lên. Dậy đi con, mặt trời đã quá đầu rồi. Với lại hôm nay là phải về quê sang cát cho bà ngoại sớm. Cô tiếc nuối một giấc ngủ với lại đang lạnh thế này. Không lỡ dậy, phía ngoài có tiếng nói gọi vào. Nào nào nhanh lên, hai mẹ con làm gì mà lâu thế, nhanh lên xem nào. Mẹ cô giục. Đấy, bố con cũng gọi rồi kia, thôi dậy đi, vẫn còn nằm ườn ở đấy à? Tác Phong nhanh nhẹn lên. Dung cao có, nhưng mà con lạnh lắm. Mẹ cô quát, có mau lên không hay muốn ăn đòn, con hư quá rồi đấy. Dung vội vàng vục dậy, da gà da vịt nổi sần lên, trên người một manh áo cọc, bảo sao không ớn. Cô nhăn nhó khó chịu, vừa đi tay vừa xoa. Nửa lúc sau cô mới sửa soạn xong, nhìn vào trang phục cô thật là đơn giản. Chiếc áo khoác bông, quần nỉ, chiếc giày không dây tạo cho Dung cảm giác ấm áp. Lúc này mọi thứ chuẩn bị gần như ổn thỏa. Chiếc xe máy Dream vọng ra tiếng nổ đã tai. Đạp số tay vít ga nhanh thoăn thoắt, chiếc xe đã di chuyển. Đi trên đường, Dung xoa xoa nhẹ vào bụng tỏ vẻ đói, rồi cô nói với mẹ. Mẹ ơi con đói. Mẹ cô nói. Để tí nữa mẹ bảo bố dừng lại chỗ nào đấy để ăn sáng. Tại vì đi gấp nên không nấu được gì cho cả nhà ăn. Thôi cố gắng con nhé. Nghe vậy Dung gật đầu. Đến một quán ăn thuộc Tuyên Quang nơi tôi đang sinh sống. Quay lại lúc này, hình như đây là quán cơm, xôi bánh mì. Từ đằng xa thấy những thứ trưng bày, Dung nuốt nước bọt ưng ngực. Mẹ cô chạy lại nói với cô chủ quán. Chị cho em 3 hộp xôi và 3 cái bánh mì ăn luôn. À mà có nước lọc không chị? Cô chủ quán nói rằng, à có. Thế chị cho em 3 chai nhé. Trở lại mẹ Dung gọi hai người vào một góc. 3 người đã vây kín một cái bàn nhựa. Chờ một lúc sau, xôi bánh mì nước đã có. Dung nhẹ nhàng đưa chiếc bánh mì lên ăn đầu tiên, vì đây là món cô yêu thích nhất. Trước kia mỗi khi đi học, y như rằng cô phải xin mẹ tiền để mua bánh mì ăn. Khoảng khá lâu, 3 người thu dọn trả tiền và tiếp tục lên đường. Quê ngoại của Dung nằm ở Phú Thọ, đoạn đường từ Tuyên Quang đến đó cũng rất xa. Vì vậy gia đình cô đi rất là sớm. Xuất phát từ nhà 6 giờ sáng đến tận 7 rưỡi mới về đến ngoại. Lâu lắm rồi mới được về đây. Nhớ không nhầm, lần gần nhất trở về đây là vào năm lớp 6, giờ lớp 9. Rồi một chặng thời gian khá lâu như vậy, khi trở lại thì quả là khác thật. Mọi thứ thay đổi chóng mặt, những ký ức tuổi thơ có phần hiện về trong ký ức Dung. Lúc bé cô rất hay về quê chơi, lúc bà ngoại còn sống. Dung rất hợp nói chuyện với bà, có chuyện vui buồn thường kể bà nghe. Mà giờ bà đã nằm yên trong đất, nghĩ mà nhớ, thương, nếu có một phép mong rằng sẽ muốn trở lại lúc ấy. Nhà ngoại Dung nằm một mình trong con ngõ dài loằng ngoằng ngoắt ngoẹo, đường cong keo khó đi. Lúc này chiếc xe đã lăn bánh đến gần ngôi nhà ấy. Từ phía xa ngôi nhà nằm thui lùi thòn lọn giữa con ao xung quanh. Toàn những con ao rộng sâu, ngôi nhà xây 2 tầng khang trang lộng lẫy, hiện ra tạo ra một khoảng không gian ngời ngợi hùng vĩ tráng lệ. Khi chiếc xe máy dừng, bước xuống tôi lập tức chào hỏi mọi người. Bấy giờ chỉ có mỗi cậu mợ ông và đứa em của cậu mợ. Bố mẹ Dung niềm nở bắt tay thắm thiết như kiểu rất lâu mới gặp nhau hay sao ý. Thì đúng vậy, khá là lâu rồi mới gặp nhau như vậy. Đứa em lít nhít mới tròn 5 tuổi, thấy tôi là chạy túm lại ôm chân nói. Ôi chị Dung, lâu rồi chị mới về chơi, em nhớ chị quá. Đáp lại tình cảm đó, Dung lên tiếng. Chị cũng bận đi học, bố mẹ chị thì mải mê công việc cũng ít khi chị về. Nay mới có dịp, em dạo này lớn vậy ta, kiểu này sắp lấy vợ được rồi. Nó cười ngây ngô hiền thục. Rồi sau đó đứa em tên là Tài dắt Dung ra đống cát trước nhà. Nó chị chơi trò máy múc chở cát không ạ? Dù đã lớn nhưng vẫn không thể nào quên những trò chơi thuở bé, cô hay nghịch ngợm. Nay lớn rồi muốn ôn lại tuổi thơ một tí. Dung nhẹ nhàng nói. Được, chị với em sẽ chơi trò này. Nó vỗ tay. Hoan hô, có người chơi cùng rồi. Đang chơi bên ngoài phía cổng có tiếng ùn ùn bành bành nghe như kiểu xe công nông. Đúng rồi là nó đấy, đưa mắt nhìn ra. Dung thấy trên thùng xe có những đồ đạc nào là bàn ghế bát đũa bạt, hóa ra là đồ để chuẩn bị cho đám bốc mộ sắp tới. Bên trong nhà bố Dung đang nói với cậu. Em đi xem thầy kỹ chưa?
Cậu Vượng đáp, dạ em xem kỹ rồi ạ, anh với chị yên tâm. Lòng dạ mẹ Dung vẫn còn lâng lâng chưa đâu vào đâu. Nhìn ra đồng hồ giờ này đã 3 giờ chiều, đoàn người dựng rạp vẫn làm. Riêng Dung hết chơi cái này cái khác, mãi chán ngấy tận cổ mới thôi. Mợ Lan bấy giờ cười giòn giã nói với mẹ của Dung. Em chị từ ngày lấy về tu trí làm ăn, thỉnh thoảng mới tụ tập, bảo nhau mà sống, không hơi tí cãi vã, lựa lời mà nói. Vâng, em vẫn biết mà. Từ phía cổng đã thấy quần áo Dung vừa nãy sáng ươm, giờ đã ngả màu của bùn đất. Bố cô đang gặm dở bắp ngô, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Khi thấy người Dung ra như vậy, bố cô nổi cáo mắng liên thanh. Mày báo vừa thôi, lớn tầm này vẫn còn nghịch bẩn. Tao chịu mày mất thôi, mày không vào tắm rửa sạch sẽ, tao vả cho vào mồm ế, mày vào mà xử lý đi. Câu nói dứt khoát làm Dung rén sợ, không dám cãi, biết tính bố cô nóng ăn nói cũng phải lựa lời. Nếu mà không đúng ý thì mặt bố biến sắc hơn nữa, còn chửi trò. Thoáng chốc giờ mặt trời đã lặn sương lạnh bao trùm, phải nói mùa đông tối nhanh quả đúng như câu ca dao. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Trở lại lúc đấy, cơm canh tươm tất, mọi người lất khất, chạy lại ngồi tụ tập bên mâm cơm, nhìn ngon không kém cạnh nhà hàng. Đã lâu rồi mới được như thế, mợ Lan nói, anh chị ăn đi nhé, không phải ngại đâu. Bố Dung trả lời cho có lệ, em cứ kệ anh. Ăn xong cả nhà lại mỗi người một gốc bật chiếc tivi màu lên mà dán mặt vào màn hình không ngớt. Mãi cho đến khi có tiếng ngáp ngủ mọi người mới giục nhau đi ngủ. Căn nhà xây này rất nhiều phòng, có tới 4-5 căn phòng. Dung được xếp ngủ cùng đứa em trai. Nó rất là nghịch luôn, dù mùa đông lạnh, thế mà nó không biết gì vẫn phơi chân tay cho lạnh nó ám vào. Không phải là hỗn, nói nó vẫn nghe. Dung nói cho thì mới chịu đi ngủ. Mỗi lần cứ vậy, mỗi khi về quê chơi ngủ lại, Dung thường thấy có một người đứng bên cạnh, nhưng không làm gì. Nên cứ lần nào về đây, ngủ cô cũng sợ. Nhưng có người ngủ cùng thì chẳng thấy gì. Nhiều lần cô đọc trên sách báo những tin tức về tâm linh, rồi cô tự suy luận ra, có lẽ nào là vong hồn người nhà về báo mộng gì không? Mỗi lần một ý kiến chẳng đâu vào đâu. Nhiều lần như thế cô thành quen, nằm trằn trọc mãi không vào giấc được, quay sang gọi thằng cu tài, thì nó vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo làm cô đôi chút giật mình. Khi giọng nói nó vang lên, cô mới bình thản lại. Dung lúc này nói, em ngủ chưa? Em chưa. Thế có muốn nghe chị kể chuyện không nào? Có, có. Nghe thấy thế là nó hớn hở háo hức lắm. Cô dựa vào những câu chuyện mình đọc được trên mạng, đem kể cho thằng cu em. Chẳng biết nó ngủ từ bao giờ, ngay khi kể hết câu chuyện, Dung cũng ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang thấy ngủ, cô cũng dần chìm trong giấc ngủ yên bình. Bình minh đã dậy, người cũng theo đó mà tỉnh. Dung bị đánh thức bởi tiếng nói của thằng Tài. Đánh cho bây giờ, cút đi. Mở mắt ra thấy nó đang chửi con gấu bông một cách khó hiểu, cô ngơ ngác đứng hình mất 5 giây, lâu lâu cho đến lúc có người gọi nói. Con Dung mày dậy chưa? Người ta đến làm việc rồi mà vẫn còn ngủ hả? Ở đây không như ở nhà, với lại lớn rồi phải có ý thức hơn đi. Dung lè nhè đáp lại. Con biết rồi. Bước xuống giường cầm chiếc áo bông dày khoác thêm cho ấm, khi yên tâm hơn mới ra ngoài. Sương vẫn còn răng kín mịt mù như những làn khói trắng. Khi mấy ông đàn ông hút thuốc vẫn chưa thấy có mặt ai đến phụ giúp. Nhìn xuống phía bếp đã có vài người vây kín, chật ních cái bếp củi. Người không ngừng rên. Lạnh quá, cái thời tiết này không thích một chút nào. Thêm vài tiếng nữa, mọi người lúc này đông hơn, không còn lạnh nữa. Nhiều người bâu vào như ruồi làm tan không khí, giá lạnh ngoài trời kéo mây mưa phùn. Như này không biết có bốc mộ được không? Thằng Tài từ đâu chạy lại nói với Dung. Chị Dung ơi, chị ăn bánh bao không? Dung trả lời nhanh. Có đâu, để em xin tiền mẹ. Hai chị em mình đi mua. Một lúc sau quay lại, với tờ 10.000 đồng trên tay nó nói. Đi thôi, nó cùng Dung đi tung tăng trên con đường xóm. Trong lúc đi, Dung vô tình nhìn thấy cây ổi chìa ra đường sai nặng quả. Cái tính máu ăn nổi lên không cưỡng nổi, chạy lại ngó trước ngó sau. Khoảng vài phút, hai túi áo túi quần cô phồng to ra. Đến điểm bán bánh bao, thằng Tài nó nhanh mồm gạn hỏi mua. Bánh bao ngọt bao nhiêu đồng thế ạ? Người bán hàng nói, ngọt mặn đều 5.000 nhé. Nó quay sang hỏi chị Dung. Chị ăn gì? Ăn mặn nhé. Đưa tiền và nhận lại chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon. Về đến mọi người đông đúc như mở hội, đang ngồi ăn bánh, chợt có tiếng hô hoáng ủng hộ làm kênh mọi bằng người cách phải ấn chú đăng ý. Ký, like và share nào, cảm nào ơn đi mọi ra người. Mộ thôi. Đó là tiếng gọi vài người để chuẩn bị ra mộ, trong đó có bố Dung. Mọi người phải mặc áo mưa khiến khâu thở và khó chịu tăng lên gấp bội.
mọi người dần mau đã có mặt ở nghĩa địa. Trời càng mưa dày khó khăn cho mặt đi lại, vẫn chưa nói gì đến đào mộ. Cậu Vượng đi xung quanh bỡ ngỡ, khi quay lại thấy nét mặt lo lắng hiện trên khóe mắt bố Dung hỏi. Sao thế? Cậu Vượng nói, chết rồi em không nhớ mồ mả mẹ ở đâu, trước lại không đánh dấu thế nó mới đau chứ, giờ phải tìm đâu đây? Im để anh nhớ lại xem nào. Một lúc sau bố của Dung dẫn mọi người đến một chỗ bãi đất có lô nhô một chút đất. Bố Dung nói, hình như chỗ này. Cậu Vượng thì lắc đầu nói, không phải. Mọi người không một ai nhớ luôn. Người thì chỗ này chỗ nọ, cuối cùng mọi người thấy cái nào nghi nghi theo cảm tính thì đào lên luôn chỗ đào là một gò đất cao cách xa mấy ngôi mộ gần nhất. Hiện tại bây giờ có hẳn 13 người đàn ông. Người thì phụ, người thì chính thức, hì hục một dơn, ai đấy thở khò khè, buộc phải thay người, như cầu thủ chính thức thay cầu thủ dự bị, nó tương đương vậy. Bà Dung mất từ năm 2003 đến giờ là 2012. Lúc đó cô mới vào lớp 1, sự ra đi đột ngột bởi căn bệnh u bướu khiến mọi người chìm trong thương buồn đượm hiu. Nỗi nhớ ấy không thể nào nguôi cho đến ngày hôm nay bốc mộ. Mẹ Dung có giỏ nhẹ trên hàng lệ đôi chút nước mắt. Trở lại hai người phụ trách đào mộ, vừa thay ca đã có những khó khăn nhất định khi xưa người không tìm thấy, mọi người nản chí mãi cho đến khi có lời động viên từ cậu Vượng. Cố gắng giúp em với. Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi đã được đền đáp dần dần, đã thấy những chiếc xương, bánh chè đầu gối và sau cùng là đầu lâu, tất cả mọi thứ được phơi ra và đoàn người ra về hết. Ở nhà cơm canh gần như hoàn tất, đúng là cỗ món nào cũng có. Dung nhìn thôi đã thấy nuốt nước bọt, mấy người đào mộ cũng đã về đến. Tay chân họ rửa sạch sẽ sát chanh, làm cho mùi thum thùm ít nhiều không còn vương vấn. Bọn họ chia nhau ra ăn no uống say, mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, mọi người mới dã hội ra về và hẹn tối quay lại. Lúc ấy, cảm giác thật sự trống vắng không còn tấp nập như hồi sáng, trời càng lúc càng nặng hạt mưa rơi, tạo ra làn khói mờ mờ ảo ảo, trông như thật. Dung ngồi bên cạnh bếp lửa cùng mợ và mẹ. Cô đang chăm chú từng động tác gói bánh chưng nhuần nhuyễn của hai người. Dung vì thế cũng tập toạng gói thử. Lúc đầu mẹ cô ngăn cản, sau vì sự thuyết phục đã chiếm trọn lòng tin tưởng của mẹ. Học cái gì không dễ cả, phải mất một thời gian mới tiếp thu được. Dung bối rối vài nhịp sau cùng vẫn bình tĩnh xử lý, quay đi quay lại giờ đã xong. Chiếc bánh cô gói hơi vọ vẹo nhưng chưa hẳn, mẹ cô nhìn thấy cũng không nói gì, cũng nhắc nhẹ rằng để cô sửa sai. Trong căn phòng ngủ bố Dung và em cậu đang ngủ chen lên nhau, không biết gì cả. Tất cả là do men rượu khống chế nên mới ra như vậy. Nhưng hai người nào nằm yên, cơn rượu lên người ngứa ngáy, buộc phải trở tay lăn đi lăn lại, khiến đứa em cậu cảm giác thấy cái gì đó. Mắt hé nhẹ, đập vào mắt là một thân thể to lớn đè lên mình. Nhanh tay cậu Vượng đẩy ra và vụt dậy, hình như đã tỉnh hay sao ý. Không phải vẫn chưa tỉnh hẳn ngập ngoạng, từng bước đi ra đến cái bụi chuối, sau nhà vạch quần ra và xả nước. Sau một hồi cậu lại vào ngủ bình thường. Đã 4 giờ tối bố Dung và đứa em cậu chưa có chuyển biến gì vẫn ngủ say như chết, cho đến lúc vợ cậu Vượng vào lay hai anh em dậy. Dậy đi hai anh em, giờ này vẫn còn ngủ, dậy đi để tối chuẩn bị bốc mộ sang cát lên nhà mới cho mẹ. Bảo uống ít thôi, để tối còn làm giờ vẫn chưa tỉnh thì làm ăn gì nữa. Cậu Vượng cất tiếng lại nhải. Cút đi, điếc tai tao cẩn thận không tao vả cho vào mặt ế. Biết tính chồng mợ Lan cũng lùi thủi ra mé ngoài. Trời mỗi lúc một tối, những người tới giúp đỡ đã đến từ đời, đáng lẽ giờ này đã bốc xương cho váo tiểu rồi. Mẹ Dung thấy lo vùng vằng vào gọi chồng và em. Ôi giời ơi, có dậy đi không? Mẹ Dung bạo dạn hơn, tay tát bôm bốp vào mặt chồng, làm cho chồng như hết rượu. Anh nhồm chòm người dậy thấy vợ anh nín thin thít không nói gì. Cảm nhận có ươn ướt ở quần đảo mắt xuống là một vũng nước, anh chẳng biết giấu mặt vào đâu. Người vợ nhìn thấy cũng nói, thấy chưa to đầu mà vẫn đái ra quần. Con trẻ mà biết thì cười vào cái bản mặt thối tha. Ông chồng nói, em nhất thiết phải nói nặng lời thế không? Thôi nhanh dậy để tí nữa ra mổ. Vội vàng lay nốt, đưa em cậu dậy để chuẩn bị công việc. Khi đồ đạc sắp xếp xong, mọi người bắt đầu xuất phát. Để đi ra nghĩa địa, phải đi xe máy. Vì nếu đi bộ, có mà đến Tết Tây mới tới. Chà là nghĩa địa ở đây nằm heo hút cạnh con đường nối vào con rừng u ám đầy sương khí lạnh. Nhiều năm nơi đây, mọi người đồn thổi có con beo ăn thịt người, nên ai lảng vảng vào đấy là xác định không hẹn ngày trở về. Đoàn người đã đến được nơi cần đến, cơn mưa vẫn đổ nặng, khiến một phần vào con đường nghĩa địa bị trơn trượt khó đi khi vào đây. Vất vả lắm,
thì người và xe an toàn đến nơi, phân công nhau rồi chia nhau ra làm việc. Cậu Vượng đi xung quanh để chọn một bãi đất trống để quyết định xây nhà, chuyển mộ mẹ sang khu đất mới cho mẹ. Khi đã chọn được mảnh đất phù hợp, cậu hô hoán: "Anh Khiêm, anh Tú, anh Bằng, anh Thiên lại đây giúp em đào cái huyệt mộ với." Nghe thấy tiếng gọi, lập tức bốn người kia có mặt và bắt đầu công việc mình. Khoảng một lúc đã xong, cậu Vượng chỉ đạo đến khàn cả tiếng, vội giao cho anh rể chỉ đạo tiếp. Một chiếc hố sâu 3 phân hiện ra, nhưng bị nước đọng lại dưới đấy mà giờ chưa đến giờ đẹp, phải đợi thêm xem ra làm sao mới tính tiếp. Bên phía kia, những người phụ trách nhặt những chiếc xương người lên rửa bằng nước ấm, lau kỹ rồi đưa vào chiếc tiểu. Một lúc nữa, thật lâu mới xong đoạn ấy. Mấy ông cụ run lên lật bật khi đang dựng tạm một cái lều để cho mọi người trú chờ cho đến giờ đẹp. Tay buốt như kem xoa xoa vào nhau, có chút dịu một tí. Mọi người giờ cũng vào và ngồi gọn trong cái lều tạm bợ đó. Cậu Vượng lôi trong túi ra một cái điện thoại, bấm nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc thấy đưa lên tai và một giọng nói cất lên: "Alo, alo, em ở nhà nấu cho nồi cháo to vào nhé. Mang cái chân giò trong tủ lạnh, anh lấy hôm qua rồi mang ra hầm cùng cho ngon. Sau đó mang ra đây cho mọi người ăn." Trong căn lều có hẳn tới 15 người, người già trẻ cũng có. Ông Liêm là bố cậu Vượng, ông cặm cụi châm lửa lên sưởi nhặt từng cây củi chấp cao lên như quả núi. Mọi người không biết làm gì để giết thời gian, chợt một người có ý tưởng táo bạo: "À đây, em có bộ bài hay mình chơi bài ăn tiền đi." Ý kiến này thế đích nào mà mọi người chú ý và đồng tình tham gia. Ông Liêm ngăn cản: "Chúng mày chơi thì chơi bài bình thường thôi, tiền đã không có, lại còn đi ăn tiền chịu chịu." Lời khuyên đó không ai để ý khi máu đã lên não mà khuyên nhủ người khác bỏ rất khó. Anh rể và đứa em cậu say mê lắm, trong túi có đồng nào là lôi ra chơi, 5.000, 10.000 cho đến 100.000. Ai có nào đặt vậy, thế rồi chẳng thấy lãi lời đâu, chợt có 3 bóng người ập vào khống chế những người đang chơi bài. Rất may người anh rể đã xoay sở tình thể, có vẻ như chuyên nghiệp vậy. Đang chơi bài, ngay khi thấy bóng người vừa lao vào người anh rể, giả vờ quay vào như đang sưởi ấm, cũng may công an không để ý, trốn được một kiếp. Còn lại mấy người kia bị bắt đi về ủy ban xã, mọi người tập trung xin cho cũng không được. Phải đến khi nhờ trưởng khu sang xin hộ nói khéo thì những người kia mới được thả về. Sau vụ này, chẳng biết ai bỏ không hay vẫn tái diễn. Lúc này đã đến giờ đẹp, mỗi người một dụng cụ để bắt đầu công việc. Trời mưa to hơn càng trở nên khó khăn, soi đèn tỏa xuống cái hố vừa đào nước đã nửa hố. Mấy gã lại hấp hụi nhảy xuống tay cầm theo cái xô cúi lên cúi xuống tát nước lên. Cậu Vượng trên bờ sốt ruột lo. Chết rồi không biết có kịp không, sắp đến giờ đẹp rồi. Cậu huy động thêm người để hợp sức cho nhanh hơn. May quá, sắp đến giờ đẹp lại xong. Ông Liêm đưa cho cái tiểu cho người đang đứng dưới hố. Tay đỡ lấy rồi, hạ xuống và mọi người dưới hố nhảy hết lên và đi trộn cát và xi xây từ dưới lên. Xong công đoạn cuối cùng là úp lăng mộ lên. Cái lăng mộ nặng tê tay, vì thế mà không may cái trụ bị lệch. Mọi người lúc này không để ý, cứ nghĩ đặt xuống, chẳng thấy vấn đề gì là xong. Chính vì sự vội vã không chú ý đã khiến gia đình cậu Vượng liếng xiểng sau lần sang cát này. Tiếng xe máy và đèn của xe chiếu thấy rõ cả người, là mợ Lan. Mợ mang xô cháo ra cho mọi người ăn, vài người mặc tay bẩn chạy lại tranh ăn cháo. Sau khi ăn xong ấm cả dạ dày là lúc mọi người ra về. Một người nói: "Ái chà, cháo ngon thật, ấm cái bụng quá. Lần sau trong xóm có đám có dịp sẽ cử chị nấu." Mợ Lan cười: "Mọi việc cũng đã xong xuôi, thu dọn dẹp, đàn người cũng rời khỏi nghĩa địa u ám. Đã giờ này đã 3 giờ sáng rồi, nhanh chóng ai về nhà đấy." Cậu Vượng và bố Dung về tới nhà lao vội vào nhà tắm, kỵ cọ khắp người. Khoảng mấy giây sau quần áo thơm tho sạch sẽ, hai người trèo leo lên giường ngủ ngay. Lúc này trong nhà đã ngủ hết, riêng phía ngoài nhà đèn vẫn để sáng quắc. Bố Dung tay lạnh tê tái xun cái nết vào. Người anh rể và đứa em cậu cũng đã đắp xong cái chăn, vẫn cảm thấy lạnh. Thì đúng thế, mới đắp làm gì đã ấm luôn. Nằm chưa được lâu, bỗng cánh cửa sổ bật tung gió lùa vào, làm hai người có phản ứng, lật chăn ra. Cậu Vượng nhìn thấy có một bóng người già nua đứng phía cửa sổ tay chống gậy. Đội cái nón che hết mặt, tóc xõa xuống, nhìn gợi cho cảm giác hãi hùng, ớn lạnh đốt sống lưng. Cậu Vượng tưởng ai ngồi dậy nhoay mắt để xem, quả nhiên không thấy gì nữa, nghĩ bụng. Có lẽ nào mình nhìn nhầm không nhỉ?
chắc vậy rồi. Tự nói tự trả lời sau mãi lại nằm xuống ngủ tiếp, chưa được lâu một lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Vượng ơi, con bốc nhầm mộ rồi. Nghe rồi như kiểu chưa nghe, cậu Vượng nhay nhó chửi trong khi mắt vẫn còn nhắm. Cha tiên sư đứa nào gọi cái gì đấy, đã mệt cứ không để người ta ngủ yên. Nói xong, anh lại nghe một tiếng động sột soạt ngoài thềm. Đó là tiếng bước chân người hay sao ý? Một cái gõ vào cửa, làm phát ra tiếng động, mà lạ thay chỉ có cậu Vượng nghe thấy mà dậy mở cửa. Cánh cửa hé toang chẳng nhìn thấy gì, giọng cào nhào. Đứa mất dạy nào đêm khuya cứ đi trêu người ta, đánh chết con cụ chúng bay bây giờ, khóa cửa vào quay trở lại bên trong. Lần nữa một tiếng đập tay vào cửa vang lên, cậu Vượng tức quá chạy ra mở cửa bất ngờ. Cậu nhìn rõ một người mặc áo nâu đội nón tay cứ vẫy. Cậu Vượng chửi. Này cái bà kia, đêm khuya không trêu kiểu đấy nhá. Bà còn làm vậy đừng trách thằng này. Vừa dứt câu tiếng chó sủa in ỏi lên, bóng người kia chẳng thấy nữa, cậu Vượng cũng kệ đi vào và thiếp đi lúc nào cũng không biết. Tiếng gà gáy thanh nhẹ thuần khiết của buổi sáng làm cho không khí dễ chịu. Dung đang còn ngáp thì một tiếng nói thỏ thẻ vang lên. Dung ơi, con dậy chưa? Tí ra quán mua cho mợ bao thuốc lá, tí hương và chút hoa quả. Nghe vậy cô buộc phải nhào dậy cầm lấy tờ tiền một mạch chạy đi. Chẳng như mọi lần cô mãi mới dậy sao hôm nay lạ thế, nghe gọi cái bật dậy luôn. Phải chăng lần nào cũng thế để chẳng phải bị nói. Cái quán rất xa hàng vạn km, làm cho việc đi nhanh cũng khó. Hôm nay là ngày thứ hai bốc mộ, vừa trải qua một ngày mà mọi thứ xáo trộn ở nhà thì tiền chui ra hết ở ngoài, thì mọi người mệt mỏi khó chịu, người ê ẩm đau nhức. Cho đến 7 rưỡi thì vài người di chuyển ra nghĩa địa để hoàn thành nốt công việc còn lại xây sát. Người cầm cuốc cầm sẻng nối đuôi nhau thành hàng ra ngoài đó. Mỗi người một chân một tay phụ giúp đỡ nhau. Sau cùng dẫn đến việc đã xong gần như 100%. Một tiếng hò hét. Về thôi các chú ơi. Mọi người hấp hả cùng nhau ra về. Trên đường về cậu Vượng có nói với mấy người giúp đỡ gia đình cậu. Tí sang nhà ăn cơm cùng em nhé. Nhớ phải sang đấy. Được rồi. Trở lại giờ này bóng một gầy một béo đã thấy ở ngôi nhà thân yêu quen thuộc. Cơm canh phải đến lúc cậu Vượng kêu thì mẹ Dung và mợ Lan mới cắp đít đi làm. Bên ngoài cổng có tiếng chó sủa không ngớt, đưa hai đôi mắt đang hằn đỏ, nhìn nhận ra là mấy người vừa giúp gia đình anh, mặt bắt đầu rạng rỡ tươi rói ra đón chào. Ông Liêm đã già, ông già tuổi chứ không già, sức khỏe ông vẫn uỳnh uỵch đi lại từng bước, bước nào chắc bước ấy. Năm nay ông tròn bấy bị làm nồi bánh chưng, râu tóc bạc cùng cái đầu hói, trông ông hài hước khi tiếp xúc với mọi người. Ông rất quý trọng con cháu, thấy khách đến nhà lũ khủ ông Liêm hớn hở ra đón, đã ngồi vào mâm là phải say. Người anh rể và đứa em cậu lất ngất say nặng từng lần đi loạn choạng không vững, phải nhờ đến sự trợ giúp, thì may ra mới không còn uốn lượn như tàu hỏa nữa, nằm pê pết trong giường. Cậu Vượng mơ thấy có một người phụ nữ già nua, nhìn bộ đồ từ thời xa xôi rồi, hóa ra là người mà cậu Vượng thấy tối qua. Hôm nay người ấy đứng sát giường bỏ cái nón lá rách, khiến cậu hốt hoảng tim như đang đập vậy. Trước mắt là một vẻ mặt nhăn nheo đen sì, như than mắt miệng mũi biến dạng, trông quái dị kinh rợn làm sao. Người đó cứ nói xì xa xì xồ cái gì mà không nghe rõ. Chợt người đấy dí sát mặt vào mặt cậu, làm cho cậu Vượng la hét. Một cái đập vào mặt, làm cậu Vượng trở về thực tại hơi men, như đã tan mở dần. Mắt liếc ngang liếc dọc, thì nhìn thấy đó là cái chân của người anh rể, vừa phang vào mặt mình. Trời ơi! Nó đau như trời giáng, không thể nào tả nổi cảm giác đó. Đứng dậy ra phía bàn lật đật, tìm cái điếu cày và chiếc bật lửa mồi lên, đưa mồm vào cái điếu rít, từng tràng nghe thật phê, sau tạo ra một làn khói mờ đục, cảm giác nhẹ nhõm hết người. Chiếu xuống mọi đồ đạc, bàn ghế bát đũa được mang đi trả và trả lại không khí thoáng đãng như trước. Vợ chồng anh chị Tuấn Anh ở lại vài ngày sau mới về. Giờ về cũng chẳng làm gì, vì đang là ngày nghỉ lễ cuối năm. Trời chợt trở gió lại, tất cả mọi người lạnh cóng vội xuống bếp sưởi ấm và nói chuyện vui vẻ với nhau. Đoạn cậu Vượng mơ thấy có một người phụ nữ đem kể cho tất cả. Ai nghe xong cũng chỉ kết luận thần hồn nát thần tê sàng linh tinh say quá nên mơ dườm. Có lẽ là vậy nên cậu Vượng cũng quên luôn. Bố Dung lên tiếng, ai, có ngô khoai gì không lấy ra đây nướng để ăn nào? Mợ Lan nói, có, khoai nhà chồng để em đi lấy. Một rổ khoai chắc nịch nhìn thôi đã thấy no cả bụng không thèm nghĩ tới ăn, nhặt vài củ vùi vào đống than đỏ ửng mà chờ khi nó chín. Bố Dung cất tiếng nói, mọi người có nghe chuyện ma không?
Mới chưa kể chỉ nghe nói đến thôi, Mợ Lan nét mặt tái mét. Cậu Vượng nhìn thấy vậy hiểu ý, liền nói với người anh rể, anh cứ kể đi. Mợ Lan cứ tưởng cậu nói thôi, nào ngờ bẻ lái thật. Mợ thầm nghĩ trong bụng, tí nữa anh chết với con này, đêm nay đừng có hòng động vọng người con này, tát cho vào mồm ế. Khoai đã chín bới tìm củ khoai, ngay đoạn này lại nhớ đến tuổi thơ ngày xưa. Chắc hẳn ai cũng có tuổi thơ, nhưng cũng có một số người không có tuổi thơ vì nhiều lý do khác nhau không đếm xuể. Nhưng đa số mọi người là có tuổi thơ, nhưng điều quan trọng là như thế nào mới là tuổi thơ. Có vẻ đã từ lâu, những cái trò chơi gắn liền với trẻ em không còn xa lạ. Vì thế căn cứ vào đây cho rằng họ đã có tuổi thơ như thế này. Lật lại giờ này, trời chớm tạnh, cũng chưa hẳn là bao củ khoai đã gần được ăn hết. Người nào người ấy nhìn nhau cười giòn tan bởi trên mặt dính nhọ nhem. Đấy tuổi thơ đây chứ đâu. Mồm đã há rộng báo hiệu cho biết cần phải ngủ, thu gom đồ lặt vặt, rồi ai có giường người ấy về. Trong căn phòng tối om, cậu Vượng tay cứ sờ soạng khắp trốn. Mợ Lan thấy vậy mắng, này này, làm gì thế, đừng có động vào người con này. Cậu Vượng tụt cả hứng, nói lại giọng điệu cộc lốc, không cho thì thôi. Cậu nằm xuống đắp chăn kín mắt nhắm nghiền. Ấy vậy đêm nay cậu Vượng lại mơ thấy người phụ nữ đó lần này. Người đấy tiếp tục ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào tai mà nói, chúng mày phải chết, rồi kèm sau đó là tiếng cười điên dại không rõ. Cậu Vượng lại bật dậy trong tâm thế bồn chồn lo sợ, tay xoa tóc không thôi. Mợ Lan bừng mở mắt nhận thấy chồng như vậy, mợ hỏi, sao thế anh, có việc gì à? Cậu Vượng thuật lại mọi thứ cho mợ nghe. Anh mơ thấy có một người phụ nữ, mà không phải một lần mơ mấy lần mơ rồi. Người đấy cứ ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào tai, mà nói cái gì, chẳng hiểu cái mô tê gì. Quả một chuyện khó hiểu, không biết mình có trêu chọc phạm đến người âm không, mà giờ để ra thế này. Với quan niệm mê tín dị đoan nặng của mợ Lan, mợ càng tin sái cổ mà phát hoảng. Nhưng rồi trong đầu hai người không nhớ cái gì sau một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng như thường lệ. Len lỏi từng tia nắng qua lỗ thông gió là lúc mọi người dậy hết. Dung cũng tỉnh dậy như mọi ngày, nhưng sao không thấy thằng Cu Tài đâu. Cô nghĩ nó đã dậy cũng mặc kệ rồi, đến khi cũng chẳng thấy cô mới hỏi mẹ. Mẹ thấy thằng Cu Tài đâu không? Mẹ không. Vậy hả? Cô lân la hỏi hết cả nhà, cũng chẳng có tung tích gì. Mọi người cũng chỉ nghĩ nó đi chơi, chẳng quan tâm mấy. Cho đến khi buổi tối hôm ấy cũng chẳng thấy bóng hình nó đâu, nghĩ có chuyện chẳng lành. Mợ Lan nóng lên như lửa đốt, lập tức giục đi tìm. Hết làng hết xóm, mọi ngõ ngách từ trong ra ngoài cũng chẳng thấy đâu từ phía xa. Căn nhà mái ngói có một giọng trĩu nặng vang lên. Đi tìm thằng Tài à? Lúc sáng sớm đi soi ếch về, tôi gặp nó một mình đi vào nghĩa địa kia kìa. Tôi hỏi chả nói cũng thôi, nghĩ là trẻ con đi chơi là chuyện bình thường, chẳng quan tâm, giờ không biết nó ở đâu rồi. Chắc vẫn ở đó, vào mà tìm đi. Đó là ông Đồng, hay sống bằng cái nghề soi lươn rắn ếch nhái đêm để bán lấy tiền. Sau nhiều năm làm công việc này, đã có chút tiền để xây căn nhà mái ngói riêng mình lộng lẫy. Dù thu nhập ít nhưng vẫn đủ bữa qua ngày. Mọi người lúc này bảo nhau ra nghĩa địa. Ai cũng tá hỏa khi thấy thằng Tài nằm gục ở đó, nhanh trí lại lay may nó vẫn còn thở. Phụ nhau đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ, chờ nó tỉnh. Sau một quãng thời gian, mọi người thức trắng đêm qua, thì hiện giờ thằng Tài, nó thình lình mở mắt trừng trừng không nói năng gì, làm mọi người sợ xanh mắt mèo. Ánh mắt nó chợt nhìn về phía mọi người, một màu đỏ như máu in trong mắt chằm chằm nhìn từng người. Mợ Lan khóc òa gọi con. Con ơi là con ơi, sao con lại bị vậy? Con có nghe mẹ nói không? Mẹ con đây. Nó không khác gì người điếc, nói xong vẫn ngơ ngẩn chẳng biết gì. Nó vục dậy mắt đảo điên cuồng rồi, nó lao vội ra đến cấu xé mọi người. Mẹ Dung không may bị cắn nhẹ vào tay, mọi người cản lại và bất ngờ nó chạy ra ngoài. Mọi người đuổi theo sau kéo lại. Không hiểu thế nào mà nó mới đây thôi mà chạy không thấy vết tích nữa. Phân chia mỗi người một góc xó, Dung cũng phải bận rộn công việc tìm kiếm. Trời giờ đã sang trưa, bụng ai đấy cũng đói meo hết cả. Vẫn chưa thấy dáng vẻ của thằng Tài đâu. Cậu Vượng lôi trong túi ra cái điện thoại rồi gọi cho từng người nói. Thấy đâu không? Nhưng cũng nhận lại một cái đáp trả. Chẳng thấy. Hoang mang tột độ, cuối cùng vẫn một phép màu xảy ra. Thằng Tài hiện tại lại nằm cạnh ngôi mộ mới sang cát của bà nó. Kinh hãi đỉnh điểm, mồm nó đang gặm đất, sờ nhẹ vào vai. Thằng Tài quay nhanh lại, nhe răng mắt giờ dại đi, lao vào khống chế nó đã nằm gọn trong tay. Chẳng để như lần trước, lần về này mọi người trói tay chân vào cột.
Mặc dù mợ Lan thương con, nhưng nó bị thế sao mà dám động chạm, chỉ biết nhìn khóc thui thủi, giọt nước mắt tuôn trào hai hàng mi. Mẹ của Dung lại an ủi vỗ vai. Thôi em đừng buồn, nó bị thế cũng ngoài ý muốn, chẳng ai mong như vậy, nên em cứ nín đi, chuyện đâu còn có đó. Những lời động viên từ người chị gái chồng làm mợ Lan ít nhiều không còn những giọt nước mắt vô hồn nữa. Cậu Vượng nói với anh rể, anh ơi, có lẽ nào con em bị ma nhập không nhỉ? Người anh rể cười xong nói, em hỏi đùa à, anh có phải thầy đâu mà biết? Một giọng nói xen vào, nó bị vong theo nhập rồi. Đó là ông Liêm. Nghe thấy nói vậy, cậu Vượng càng sốt sắng hỏi gấp, giờ phải làm thế nào đây bố ơi? Thì con hãy đi mời thầy về để xem. Cậu Vượng băn khoăn không biết tìm thầy ở đâu, chợt một tia hy vọng lóe lên trong đầu. À đúng rồi, mình nghe nói ở cái xóm này có ông thầy bùa, để mình sang hỏi xem sao. Giờ này đã tối, cậu Vượng mặc quần áo vào rồi ngồi trên con xe Dream đạp một cái. Một tràng âm thanh tưởng xa lạ hóa ra quen, dẫm số bắt đầu chiếc bánh xe di chuyển. Băng qua những nẻo đường đất, giờ cũng đứng trước căn nhà gỗ lim sáng bóng. Nhìn đằng xa lại ánh đèn chiếu rọi vào những chiếc gỗ lim, tạo ra một màu sáng lóa chói mắt. Tiếng chó sủa dần vang lên. Bên trong cánh cửa đang đắp bất ngờ mở ra một ông cụ râu tóc bạc phơ chống gậy ra hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Cậu Vượng ấp úng nói, dạ thầy ơi, thằng Tài nhà con đang bị hình như vòng theo hay nhập gì đó, nó điên điên dại dại rồi chạy đi khắp nơi, cụ xem giúp con với à? Con đội ơn cụ. Nghe sự tình vậy chẳng giúp chẳng được, người thầy đó vào trong nhà chuẩn bị thứ gì đó. Sau một nẻo phút, hai người trèo lên xe để về nhà cậu Vượng. Đến nơi, ông thầy bùa bị ho vài cái, mặt nhăn như đít khỉ, khâu thở trở nên khó khăn hơn. Cậu Vượng lôi ông thầy bùa ấy vào. Lúc nhìn thấy thằng Tài, ông thầy bùa đó đã thấy sát khí và tử khí bao trùm một nửa, để lâu khéo lại chết. Không đợi lâu, ông thầy bùa đó móc ra tờ lá bùa vàng, trong đó có dòng chữ nghệch ngoạc khó hiểu. Thình lình tờ bùa dán vào thẳng trán tay ông ta, điểm huyệt khắp nơi trên cơ thể. Thằng Tài rú lên dãi bọt chảy ra như chó dại, nó cố gắng để thoát khỏi những cái dây đang trói mình. Từng người chứng kiến cảm thấy rất là sợ, vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến như vậy. Thằng Tài hiện tại cũng không còn dãy giụa nữa và ngất đi. Ông thầy lột lá bùa trên trán đưa cho cậu Vượng nói, hãy mang đi đốt cho vào nước, mang lên cho nó uống. Không chậm trễ, chân trước chân sau, nhanh tột đỉnh. Ngồi bên trên, những người nghe lời nói của ông thầy bùa mà sợ tái hết cái nết vào. Chả là gia đình các con đang bị một vong hồn theo ám quẻ, nó sẽ hại gia đình con đến chết thì thôi. Ta nhận thấy vong hồn này không dễ đối phó, và ta cảm nhận được nó sắp hút hết sinh khí để tiến hóa thành quỷ. Rất may ta đã kịp thời trục xuất ra khỏi người thằng bé. Tạm thời không còn những biểu hiện đó nữa, nhưng chắc chắn một điều vong hồn sẽ quay lại quấy phá. Ta e rằng gia đình còn có thể sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cậu Vượng bê cốc nước trong đó toàn màu đen đặc. Khi bước lên bậc, nghe vậy lòng đau thắt, chạy lại đặt cốc nước lên bàn, quỳ xuống chỗ ông thầy bùa và nói, con xin thầy hãy giúp gia đình con. Ông thầy bùa nói, ta đã tuổi cao sức kiệt, ta sợ nếu tham gia vụ này không giúp được mà ngược lại còn thiệt mạng. Biết tuổi này không sống được bao lâu, ta không sợ thiệt mạng mà sợ không giúp được gia đình các con. Không phải ta không muốn giúp. Ông thầy ấp úng sau cũng nói, ta sẽ giới thiệu cho gia đình con một ông thầy là bạn của ta lúc đi học đạo pháp cùng nhau quen biết. Giờ ông đấy ở Mạn Hà Giang, vừa nói ông xin cái tờ giấy viết vào cái địa chỉ cho mọi người đi tìm, và rất tiếc nuối khi chào ra về. Mọi người cũng đành thông cảm cho. Ngay sáng hôm sau, cậu Vượng hấp tấp lên đường ngay. Con đường lên Hà Giang tưởng không xa mà xa không tưởng. Cái con xe Dream đôi chút xuống cấp, nhưng động cơ vẫn khỏe. Dòng dã một ngày trời, hai người đã có mặt tại địa phận tỉnh Hà Giang để tìm được địa chỉ chính xác. Hai người hỏi khắp nơi, may mắn vẫn đứng về gia đình họ. Hai người lặn lội đến với một thôn bản nghèo sơ nghèo xác, nhà ở không có ít, tạo không gian âm u ma mị. Càng đi sâu vào thôn bản ấy càng lạnh, thậm chí còn âm độ C, đi dọc đường chẳng thấy ai để hỏi. Từ phía bên vệ đường, có một ông cụ lom nhom người gầy gò xanh xao. Hai người vui như vớ được vàng tiến tới hỏi thăm. Cụ cho cháu hỏi nhà thầy Tuyên ở đâu ạ? Người đó không nói năng gì, tay chỉ thẳng về phía trước. Sau đó hai người cảm ơn ông cụ đó. Trên đường đi cậu Vượng nói, anh này, anh có để ý người đàn ông kia không, cứ kỳ lạ kiểu gì ý.
Lạ là lạ thế nào, anh chẳng thấy lạ ở đâu thôi kệ. Mặt trời lặn thay vào đó là một màu tối đen như mực. Hai người vẫn chẳng thấy một bóng dáng ngôi nhà nào. Cậu Vượng lên tiếng. Có khi nào mình đi lạc rồi không? Lạc đâu làm gì có. Chợt từ phía xa có một màu sáng. Hai người mừng thầm tiến vào đó tưởng đến nơi. Rồi ai ngờ khi họ dừng lại, thấy một cái biển khắc tên và họ đọc tên ở trên. Nghĩa trang bản Mèo Vạc. Ai cũng há hốc mồm lập tức rời ra cái chỗ ma mị. Vừa đi cậu Vượng chửi. Mẹ nó chứ, cái ông kia chỉ đường vào nghĩa địa thế này trêu mình à, để mà gặp lại cỡ chém cho bay mắt luôn. Thôi không tức gì kệ đi, trước mắt là tìm đường ra, sau là đến được người thầy đó. Lúc ra tưởng dễ, không gian mù mịt sương đêm, có cảm giác từ phía sau người anh rể cảm nhận lạnh sau gáy như có ai thổi vào. Xe lúc này bỗng nổ lốp, đã vội lại còn đen cậu Vượng chửi cho bõ tức. Cái số gia đình mình sao ấy, thật đen ra. Đang dắt xe hai người nghe thấy tiếng động rất lớn. Người anh rể bất ngờ nghe thấy tiếng ù ù gần gần đây. Không xa đâu. Lắng tai nghe, đó là một chiếc xe ngựa đang đi phát ra tiếng động khá lớn. Cậu Vượng đưa tay vay vẫy, chiếc xe đó dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước ra với ánh mắt thất thần gạn hỏi. Đêm khuya các cậu đi đâu vào đây thế? Là người hay là ma thế? Cậu Vượng thật thà trả lời. Chúng tôi là người chính hãng, có tem mác tử tế. Khi nghe vậy người kia cảm thấy yên lòng hỏi tiếp. Đi đâu mà đêm khuya vào đây thế? Dạ bọn tôi từ dưới xuôi lên xứ này đi tìm nhà thầy thơ, mà không hiểu sao mà bị lạc vào đây. Người kia nói, thế là hai người bị ma trêu rồi. Đây là ngôi bản bị chết hết do căn bệnh HIV lây nhiễm và được mọi người chôn ở đây. Ai lạ mà đi qua đây họ sẽ trêu thôi không làm gì. À mà nhà ông thầy thơ ấy ở phía ngọn núi kia cơ. Tôi là người bản ấy. Nay có chút việc tôi xuống xuôi lấy hàng về trên bản để bán, buộc tôi phải đi qua đây. Khi đến bản tôi thường đi qua bản này trước, biết trước ma sẽ trêu. Vì vậy tôi đã sang xin ông thầy thơ đó một cái lá bùa hộ mệnh. Thế nên trên đoạn đường tôi đi không gặp gì. Cậu Vượng nói, thế phiền ông đưa bọn tôi đến. Được rồi đi theo tôi. Chiếc Dream được nổ, hai người đành bất đắc dĩ đi bằng vành xe. Được một lúc đã có mặt ở thôn bản ấy. Cậu Vượng thốt lên, ái chà, bản này lạnh thật đó. Người cưỡi ngựa đưa hai người đến thẳng nhà ông thầy thơ. Hai người cảm ơn rối rít và người đó cũng về. Cậu Vượng gõ cửa gọi, có ai ở nhà không? Một hình bóng gầy guộc bước ra với trang phục giống dưới xuôi, giọng vang lên. Hai người đẩy cổng vào đi, cổng không khóa đâu. Ngôi nhà sàn lừng lẫy khó cưỡng, hai người ngồi gọn trên chiếc ghế thấp. Giọng ông thầy vang lên, các con lên đây là muốn ta giúp gia đình đúng không? Cậu Vượng há hốc mồm chưa nói gì, mà người này đã biết quả là tài cao khâm phục. Rồi anh cũng thuật lại sự việc gia đình mình gặp phải cho ông nghe. Ông thầy thở dài nói, nếu vậy, ta nghĩ chuyện lần này không đơn giản đâu. Nói xong ông thầy chỉ tay vào căn phòng đang đóng nói, hai người hãy ngủ tạm đây đi, sáng mai rồi lên đường. Trước tấm lòng ấy, hai người quả là biết ơn. Cậu Vượng người có đôi chút ngứa ngáy, cậu có ý kiến liền với ông thầy. Thầy ơi, có nhà tắm không ạ? Con khó chịu quá, với lại có bộ quần áo nào cho con mặc tạm? Ở phía kia, vừa nói vừa chỉ tay xong nói, quần áo ta tất trong tủ, thích mặc cái nào vào mà lấy, không phải khách sáo đâu. Cậu Vượng cảm ơn díu dít. Khi tắm xong, trên phía gian nhà giữa ông thầy cũng chuẩn bị chút đồ ăn đặc sản trên đây, nấm rừng, bánh khô. Cơn rét cắt da cắt thịt trên mạn Hà Giang thật sợ, dù mặc áo rất ấm nhưng vẫn nhận rõ cảm giác lạnh thấu xương tủy. Người anh rể có phần bỡ ngỡ, chưa quen tổ ấm và lần đầu phải xa hơi vợ, nên đêm nay thức trọn. Ông thầy thơ nhìn vào điện thoại, cũng quá 12 giờ đêm mà ông vẫn còn đọc kinh niệm chú gì không biết. Người anh rể thấy ngủ không được mò mẫm ra ngoài, thấy ông thầy ngồi bất động tính đánh thức, nhưng thôi. Báng đi thật lâu, giờ đã có mặt trời, hôm nay dự báo sẽ có một buổi nắng chan hòa yêu thương. Gần bây giờ, tất cả mọi người xuất phát sau khi chiếc xe đã được sửa. Trên chiếc xe Dream đã được sửa chữa, lúc này đang có 3 người nặng xịch cái giảm sóc. Theo quy định thì không được lại 3 người trên một chiếc xe, tuy nhiên mấy người này vẫn bất chấp làm tới bến. Nửa ngày rưỡi, 3 người mới có mặt tại Phú Thọ. Sau một ngày dài miên man ngồi mòn cả cái quần, giờ họ cũng được thoát khỏi cái yên xe. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng xe ai cũng chạy ra nhìn. Mọi người mừng rỡ vội đón tiếp ông thầy nhiệt tình. Ngồi trên cái chiếu dài sẵn,
Thầy Thơ thấy mình đang bị một thứ âm khí vây ám, chỉ một cái búng tay những luồng âm khí không còn. Ông thầy đầu tiên đi xem tình hình, nhìn thấy Tài như vậy, ông ta buộc phải dùng phép thuật của mình để loại bỏ những thứ bẩn thỉu đang ám sát trong người cậu bé. Thằng Tài nó chợt nôn khi ông thầy làm phép xong, nó vãi ra đất cát bẩn nhầy nhụa khắp nhà trông ghê tởm lợn. Người nó dãy lên đành đạch co giật, ông thầy nhận thấy dự cảm chẳng lành sờ trong túi hộp nước thánh, mang ra cho thằng Tài uống. Người nó có chút tiến triển, mềm nhũn trở lại. Mợ Lan chạy lại ôm con vào lòng, còn thầy Thơ đã hao tốn chút công lực nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Ông lập tức mở đôi mắt âm dương thì nhìn thấy những nguyên nhân chính gây nên sự việc này và mọi sự việc đang diễn ra. Trở lại thầy nói với gia đình, có phải vừa rồi gia đình con có sang cát đúng không? Cậu Vượng trả lời, dạ vâng thầy ạ. Thế thì gia đình cậu đã đào nhầm sang cát nhầm mộ người ta rồi, đã thế còn làm khệch nữa, bảo sao mà họ không về quấy quả. Cậu Vượng mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời. Cậu nhớ lại, đúng rồi, lúc đi ra mộ mẹ mình để sang cát, không nhớ mộ nằm ở đâu, với lại không đánh dấu, nên mới dẫn đến việc nhầm, một sự việc ngoài ý muốn, mợ Lan quát chồng. Thế là mất tiền oan, trời sao lúc đi xem làm, thì không bảo thầy xem nó nằm ở chỗ nào, để giờ mới xảy ra cớ sự như vậy. Cậu Vượng cãi, ai biết rằng là mộ mất dấu. Ông thầy nói, thôi có tôi ở đây, mọi người không phải lo, chuyện nhầm này tôi gặp suốt rồi, trước mắt hãy sắm một cái bàn lễ để tạ người ta mong người ta thứ tha. Ông thầy viết vào tờ giấy nhiều dòng chữ quay lại đưa cho mợ Lan đi mua. Nửa tiếng sau đã có mặt tại khu nghĩa địa, đứng trước ngôi mộ vừa sang cát. Trong lúc làm lễ gió thổi rất mạnh, làm nến hương vụt tắt, phải châm đi châm lại liên tục. Trời tối đen thui, bất ngờ là mọi người đứng hình. Có giọng nói ngập ngừng cất nói, ta sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng đâu. Chúng mày đáng chết. Chợt bàn lễ bị hất văng như có thứ gì tác động. Thầy Thơ nhìn được người vừa hất là vong linh đó. Ông thầy buộc phải giao chiến với vong linh này. Mắt thường của mọi người ở đó không thấy gì. Ngược lại với thầy Thơ, trước mặt ông là một thân hình người dài lằng ngoằng. Vong linh, đó giọng ồm ồm. Cái lão già gầy nhom, khôn hồn thì cuốn xéo khỏi đây, không thì đừng trách ta. Không phải chuyện của lão biến đi cho nhờ. Thầy Thơ không sợ lên giọng. Ngươi thích làm gì làm đi. Vong linh đó vụt lại chỗ ông thầy. Tay vội lần vào túi đồ nghề lấy cái thanh kiếm gỗ dài 2-3 mét. Ông niệm chú làm nó phát sáng như đèn pha ô tô. Thầy Thơ di chuyển bằng thuật nhanh đến nỗi. Ông Liêm có mặt hoa cả con mắt. Vong linh kia cũng hoa mắt. Cộng với thuật ẩn hình làm con quỷ rối loạn phân biệt. Một đòn giáng chí mạng vào giữa đỉnh đầu. Vong linh gào thét dữ dội như bị cắt tiết. Tưởng đã hạ gục nào ngờ. Nó biến hóa ra quỷ. Thầy Thơ vẫn chẳng sợ. Lôi ra cây sáo thổi con quỷ đó chưa kịp làm gì, đã phải bịt tai gào đau đớn. Càng ngày ông thầy càng thổi mạnh từng âm thanh phát ra nghe chói tai, con quỷ cũng chịu đầu hàng mà cúi đầu xin thầy Thơ xin tha. Hay cũng dừng, vừa dừng cái con quỷ nhảy lên người ông thầy, cắn một miếng vào cổ, làm cho máu tuôn trào. Bất ngờ vì đợt phản đòn, ông thầy tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ từ những đồ nghề của mình. Chiếc gương chiếu yêu đã được hiện hữu, khi gương được chiếu vào con quỷ, một luồng sáng lửa phát ra thiêu đốt trong tích tắc. Con quỷ đã hồn phiêu phách lạc tan thành tro bụi. Ông thầy lúc này mới thở hổn hển. Cậu Vượng thấy vậy chạy lại đỡ. Đúng lúc ông ngã may mà đỡ được. Mọi người dìu thầy về nhà nghỉ ngơi. Cái vết thương vừa cắn cũng tự động liền lại ban đầu bởi một phép màu kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, ông thầy Thơ nói, tạm thời đã ổn. Còn lăng mộ con xây cho người ta, coi như là cho hộ đi. Ta sẽ trấn yểm ngôi mộ này, để nếu vong hồn ấy còn tái sinh, sẽ chẳng làm gì được. Ngay hôm ấy, thầy Thơ cùng hai người đàn ông trong nhà ra mộ người sang cát nhầm, mà cúng xong thầy Thơ cũng yểm bùa ngôi mộ đó. Xong cậu Vượng có nói với ông thầy, à, thầy xem cho con vị trí chính xác của ngôi mộ mẹ con ở đâu. Lúc ấy, ông thầy lôi ra cái bát quái, mồm lẩm bẩm liên tục tay đảo điên khắp hướng. Chiếc bát quái sáng rực di chuyển, làm mọi người phải đi theo. Nó chiếu sáng tại một gò đất nhô lên, khi nhìn thấy thì mới nhớ ra đây đúng là chỗ mẹ yên nghỉ. Vậy là công việc đã hoàn thành, ông thầy được đưa về tận nơi mà nhất quyết không lấy đồng nào. Còn việc sang mộ cậu Vượng đi vay quyết để làm bằng được cho mẹ. Lần này không như mọi lúc trước, ăn uống rạng rỡ mà chỉ có hai người làm là anh rể và em cậu. Một lần nữa phải thức thâu đêm,
ngoài sương gió lạnh lắm. Ngôi mộ được khai quật lên chiếc quan tài đã bị sập sệ cũ nát, hùng hục lắm mới loại bỏ được chiếc quan tài. Xương cốt đã thấy. Ông Liêm ở trên đưa tay cầm lên lao, ông bỗng khóc và nói: "Bà ơi, tôi nhớ bà lắm, giá như bà cho tôi theo cùng, để chăm sóc thì hay biết mấy." Nhặt rửa lau nhẹ từng chiếc xương đến cái nào ông ôm vào lòng cái đấy. Từ từ ông Liêm đặt nhẹ vào tiểu mà lòng không khỏi nhung nhớ. Ông Liêm không biết xa xa đâu đó có bóng người là bà vợ mình, nhìn ông với vẻ mặt buồn tủi thân. Hai đứa con cũng nhảy lên trên, thấy bố khóc, thằng Vượng nói: "Bố sao phải khóc?" Ông Liêm không nói câu nào. Tiếp đến công đoạn cuối cùng úp lăng lên, vậy là đã ổn thỏa chiếc lăng mộ sáng tinh cùng cái tên khắc trên tấm bia: Nguyễn Thanh Tử, sinh năm 1950. Lúc về ông Liêm như còn vấn vương lắm, nhưng sau cũng đành phải xa. Một bữa cơm chia tay, anh chị thật mãn nhã. Mợ Lan nói: "Chị lấy ít khoai về trên mà ăn, rau nữa này, để đây cũng có ăn hết đâu. Chị ngại lắm các em để mà ăn, chị ở trên thành phố mua được mà." Thằng Cu Tài nó tỉnh lại như xưa, chơi đùa nô nghịch như bình thường. Gia đình thấy thế cũng mừng ra mừng vào. Dung kể lại những chuyện xảy ra trong nhà cho thằng Tài nghe. Nó vẫn còn quá bé để hiểu nhận thức được. Còn Dung và bố mẹ cũng trở về Tuyên Quang. Cô không bao giờ quên cái lần về quê này. Quên đi đến năm 2015, nhận tin dữ khi ông nội Dung đột ngột bị chết do tai biến. Nỗi đau của mẹ dù đã qua, vẫn chưa vơi được lâu, giờ lại phải như thế. Hay tin gia đình Dung lại phải về quê ngay. Mẹ Dung thấy thế, khóc la liệt, bò đến tay đấm vào quan tài ngay khi về mồm gọi thấu: "Trời ơi!" Cái tang thứ hai phải chấp nhận, không mong muốn, nhưng cũng phải muốn vì do bệnh tật, tuổi cao sức yếu, không ai sống quá hết đời, phải đến lúc về với cát bụi. Ngay sau việc vào năm 2020, nhận tin cậu mợ đẻ sinh đôi một trai một gái điểm quái lạ. Hai người này hình hài, giống bố mẹ quá cố của gia đình. Tập truyện đến đây hết rồi. Nếu thấy hay, hãy ấn like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.